Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Video gần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn vỏ cây mang hình tượng nhân vật Monkey D. Luffy, thuyền trưởng của nhóm hải tặc mũ gom nha. Và cái mẫu cây này được phân phối bởi nhà sản xuất MIK với model là MIK DT03 Squid Luffy. Thì như các bạn đã thấy trên video, đây là nhân vật hình tượng trong truyện tranh manga của Nhật Bản. Truyện tranh này là bộ truyện tranh One Piece nha. Nếu những cái bạn nào đã xem qua bộ truyện tranh này thì có thể hình dung được nhân vật Monkey D. Luffy của chúng ta nó sẽ như trên thùng cây của Mika như thế này. Thì nhân vật này khá là nổi tiếng trong giới manga. Nhân vật này mình có xem qua thì anh này sở hữu sức mạnh của Gumu Gumu, trái Gumu Gumu nha, sức mạnh của cao su. Và đây là nhân vật mạnh nhất trong nhóm hải tặc mũ gom. Vỏ cây MIK sẽ hình dung lại cái nhân vật này qua cái thùng DT03 của MIK nha. Thì để các bạn có thể hình dung được cái vỏ thùng này thì mình giới thiệu sơ qua như sau. Ở mặt trước như các bạn đã thấy thì các bạn sẽ thấy một logo hình tượng của Monkey D. Luffy. Thùng màu đỏ, chiếc nón mũ gơm màu vàng. Ở bên mặt phải của chúng ta thì sẽ có một hình tượng đầy đủ hơn, đi kèm là logo của One Piece, truyện tranh nha. Và ở mặt hông, như những mẫu cây thông dụng khác, là một mặt kính cường lực. Các bạn có thể nhìn thấy được trọn bộ các linh kiện bên trong, bao gồm mainboard, CPU, RAM và hệ thống tản nhiệt. Thì với mẫu Monkey D. Luffy của MIK với mã là DT03, các bạn có thể gắn tối đa được khoảng 6 chiếc fan nha. 2 chiếc fan mặt trước, 1 chiếc fan mặt sau và 3 chiếc fan 2 chiếc fan mặt trên, 1 chiếc fan mặt sau và 3 chiếc fan mặt trước nha. Thùng này được phủ bởi một lớp sơn tĩnh điện màu đỏ toàn thùng, họa tiết bằng nhân vật mũ gơm Monkey D. Luffy nha. Và giá của sản phẩm này đang bán tại Mỹ Tho Laptop là 790.000 đồng. Nếu các bạn đang có sẵn một thùng CPU máy tính đã khá là cũ kỹ và chúng ta cần thay đổi diện mạo thì các bạn có thể lựa chọn mẫu thùng DT03 của MIK để chúng ta làm mới bộ máy tính của mình nha. Và nếu các bạn có khả năng tự lắp ráp thì các bạn có thể mua về tự ráp nha. Còn nếu chúng ta không có biết lắp ráp hoặc không có thời gian lắp ráp thì nhân viên bên mình sẽ hỗ trợ các bạn lắp ráp miễn phí nha. Về phần fan của cây thì các bạn có thể tùy ý lắp đặt từ 1 fan tới 6 fan để tăng thêm cái diện mạo của thùng này nha. Mình xin nhắc lại mẫu cây MIK DT03 Squid Luffy đang có giá bán là 790.000 đồng. Mỹ Tho Laptop hỗ trợ lắp ráp miễn phí cho những bạn không biết lắp đặt cũng như không có thời gian lắp đặt nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.